lên đội thang, có thể chưa ăn trưa đấy các bạn hơi đói. Các bạn nên nhớ là tham gia những cuộc thi chúng ta không thể tránh khỏi căng thẳng, vì vậy nha các bạn hãy giữ cho mình một năng lượng nhất định để có thể tiếp tục. Vâng, và chị nhớ